7 nhóm bệnh xương khớp phổ biến ở người Việt Nam. Bệnh xương khớp là một bệnh phổ biến ở độ tuổi khoảng từ 45 trở lên. Tuổi tác, thay đổi nội tiết, khuân vác nặng và làm việc sai tư thế là những nguyên nhân gây ra bệnh xương khớp thường gặp. Trong video ngày hôm nay, Dược sĩ Hiếu sẽ chia sẻ với các bạn 7 nhóm bệnh xương khớp phổ biến ở người Việt Nam. Thứ nhất là bệnh thoái hóa khớp. Thoái hóa khớp là một tình trạng tổn thương phần sụn khớp và xương dưới sụn do có phản ứng viêm và giảm dịch khớp. Nguyên nhân gây ra giảm dịch khớp chủ yếu là do tuổi cao. Bên cạnh đó thì các yếu tố thuận lợi như là di truyền, tình trạng béo phì, các vị chấn thương hay là xảy ra ở các khớp, bệnh viêm khớp dạng thấp, nhiễm trùng khớp hoặc là có tiền sử chấn thương mạnh tại các ổ khớp như là chúng ta bị ngã hoặc là bị tai nạn chẳng hạn. Thứ hai là bệnh viêm khớp dạng thấp. Viêm khớp dạng thấp là một dạng viêm khớp mãn tính ảnh hưởng đến toàn thân, đặc biệt là gai viêm khớp. Biểu hiện là sưng nóng đỏ, cứng khớp và giới hạn cử động. Bất kỳ khớp nào cũng có thể bị ảnh hưởng, nhưng thường gặp là các khớp ở cái bàn tay và bàn chân. Ngoài khớp thì các cơ quan khác cũng bị tổn thương như là tim, phổi, mắt. Tổn thương khớp và viêm khớp dạng thấp gây ra thì thường xảy ra ở hai bên cơ thể. Viêm khớp dạng thấp là một bệnh lý tự miễn nên hiện nay vẫn chưa có phương án để mà điều trị khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên thì các nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng các triệu chứng có nhiều khả năng thuyên giảm khi mà chúng ta điều trị sớm bởi những các thuốc sinh học. Thứ ba là bệnh thoát vị địa đệm. Thoát vị địa đệm là một tình trạng nhăn nhầy của địa đệm cột sống bị chệch ra ngoài khỏi các vị trí bình thường, xuyên qua cái dây chằng và chèn ép vào rễ các dây thần kinh, gây ra tê bì đau nhức chân tay. Nguyên nhân của thoát vị địa đệm có thể là do di truyền, sai tư thế khi mà lao động, thoát vị tự nhiên, bị tai nạn, chấn thương cột sống. Trên thực tế thì thường gặp đau lan tỏa từ lưng xuống dưới chân do cái thoát vị địa đệm cột sống thắt lưng lại rất là phổ biến. Thứ tư là các bệnh lý về gai cột sống. Gai cột sống là tình trạng phát triển thêm của xương trên thân đốt địa đệm hay là dây chằng quanh khớp do cái địa đệm và xương bị thoái hóa mà xương khớp nó nhọn và gai nó mọc ra, gai chèn ép và gây ra đau. Phần lớn bệnh nhân thường là không cảm giác bất kỳ các triệu chứng gì trong cái giai đoạn đầu. Tuy nhiên thì bệnh bắt đầu trở nặng, gai cọ sát với xương hoặc là các phần mềm xung quanh, dây chằng hoặc là rễ thần kinh thì những cái cơn đau nó mới dần dần xuất hiện và gây ra cảm giác đau, buốt. Thứ năm là đau dây thần kinh tọa. Đau dây thần kinh tọa là cái cụm từ mà mô tả cái tình trạng đau lan xuống mông dọc theo cái đường đi của dây thần kinh tọa. Thứ sáu là thoái hóa cột sống. Thoái hóa cột sống bắt đầu từ tuổi 30 và tuổi càng cao thì quá trình thoái hóa càng tăng nhanh. Thoái hóa tác động đến sụn xương dưới sụn và cái bao hoạt dịch. Trong đó thì tế bào xương sụn và xương dưới sụn là quan trọng hàng đầu. Thứ bảy là loãng xương. Loãng xương là một cái tình trạng rối loạn chuyển hóa của xương làm giảm sức mạnh của cái xương, dẫn đến làm gia tăng cái nguy cơ gây ra gãy xương. Sức mạnh của xương được phản ảnh thông qua hai yếu tố là cái khối lượng xương và chất lượng của xương. Nguyên nhân gây loãng xương thì có thể là do thay đổi cái nội tiết tố, tuổi tác, do việc dùng thuốc, đặc biệt là phụ nữ thì cái tốc độ mất xương ở cái giai đoạn mãn kinh sẽ mất từ khoảng 1-3% một năm và kéo dài từ 5-10 năm sau khi mà mãn kinh. Bệnh xương khớp là một trong những bệnh phổ biến của người Việt Nam và gây ra biến chứng nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh, nhất là những người ở độ tuổi trung niên, người già, người chăm sức đề kháng kém. Tuy nhiên thì hầu hết các bệnh xương khớp đều có khả năng phát hiện và chẩn đoán kịp thời và điều trị thì cái khả năng phục hồi của nó rất là cao. Vì vậy, việc thăm khám, sức khỏe định kỳ là hết sức cần thiết. Hy vọng qua video này thì các cô, bác, anh chị mình sẽ tạo cho mình một thói quen khám sức khỏe định kỳ. Nếu thấy video này có ích với bạn, hãy chia sẻ nó để nhiều người cùng biết thông tin hữu ích này và nhấn vào nút đăng ký kênh của Dược sĩ Hiếu để không bỏ lỡ những video hữu ích tiếp theo. Mừng bạn đã xem hết video cùng Dược sĩ Hiếu. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy nhấn vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình và có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hay bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.